Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ chia sẻ kỹ hơn tới các bạn ở công dụng của dòng sản phẩm táo đỏ sấy khô đến từ Hàn Quốc trong việc là hỗ trợ điều trị các triệu chứng trầm cảm cũng như là giúp cho chúng ta được ăn ngon, ngủ ngon hơn. À thưa các bạn, khi nhắc đến táo đỏ thì hẳn rằng chúng ta sẽ nhớ ngay đến các loại táo như là táo tàu, táo đỏ táo khô tân cương đúng không ạ? Tuy nhiên thì Kiều Anh xin được chia sẻ kỹ lại một lần nữa nhé. Đó chính là dòng sản phẩm táo đỏ sấy khô đến từ Hàn Quốc này thì đã được chứng minh là một trong những loại sản phẩm bổ sung đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Và đặc biệt, táo đỏ sấy khô đến từ Hàn Quốc thì có hàm lượng chất dinh dưỡng cao hơn so với các loại táo trên thị trường hiện nay. À cũng như là dòng sản phẩm táo đỏ sấy khô đến từ Hàn Quốc này thì về thớ thịt của táo cũng như là chất lượng của táo thì cao hơn rất là nhiều. Và chính vì những lý do đó thì sản phẩm táo đỏ giấy khô đến từ Hàn Quốc này được ưa chuộng sử dụng hơn cả. Và chúng ta thì đều biết rằng là táo đỏ được sử dụng trong các món ăn hàng ngày như là hầm gà, trà táo hay là chè táo ở uh, nấu cung hạt sen đúng không ạ? Vâng, bên cạnh những món ăn vô cùng tuyệt vời, ngon miệng được chế biến từ táo đỏ thì táo đỏ còn được biết đến là có công dụng hỗ trợ ở phòng chống các triệu chứng của bệnh trầm cảm, đồng thời là giúp cho chúng ta được ăn ngon, ngủ ngon hơn. Đối với những người cao tuổi hay là những người có thể trạng cơ thể yếu kém, ở khi mà chúng ta mất ngủ hay là chúng ta ăn không ngon thì hẳn rằng cảm thấy cơ thể của mình rất là mệt mỏi cũng như là suy nhược đúng không ạ? Và việc mất ngủ, ăn không ngon nó không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như là công việc của chúng ta. Và chính vì điều này, mọi người luôn tìm các giải pháp an toàn, hiệu quả từ thiên nhiên để làm sao giúp họ được ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn, đồng thời là ngăn chặn các triệu chứng cũng như là căn bệnh trầm cảm. Vâng, và, và táo đỏ sấy khô kiểu anh tin chắc rằng đây sẽ là một trong những giải pháp hiệu quả giúp cho các bạn có được sức khỏe tuyệt vời, ăn ngon, ngủ ngon hơn và táo đỏ sấy khô thì đã được chứng minh là một trong những dòng sản phẩm có chứa nhiều hợp chất calo, các hợp chất vitamin cũng như là các dưỡng chất cần thiết khác vô cùng hữu ích trong việc là kích thích hệ tiêu hóa, đồng thời là giảm áp lực stress lên hệ thần kinh, từ đó giúp cho chúng ta được ngủ ngon hơn. Ăn táo đỏ thường xuyên được chứng minh là một trong những cách chữa bệnh mất ngủ đơn giản, trầm cảm và các triệu chứng rối loạn tâm lý khác do hàm lượng chất xơ phong phú và ít calo. Táo đỏ cũng giúp ích rất nhiều trong việc chúng ta bảo vệ sức khỏe. Đặc biệt, trong táo đỏ có chứa nhiều chất chống oxy hóa, rất tốt cho sức khỏe và làn da. Lượng vitamin P trong táo đỏ cao hơn hàng chục lần các quả quýt, quả cam. Chính vì vậy, chúng có tác dụng chống các biểu hiện trầm cảm, mệt mỏi và dễ cáu gắt khi mất ngủ. Vâng, như kiểu anh đã chia sẻ, mặc dù được chế biến ở dưới dạng táo đỏ sấy khô, nhưng các hợp chất có trong dòng sản phẩm này thì vẫn được giữ nguyên, đồng thời lượng vitamin cũng vẫn được giữ nguyên. Thế nên là trong quá trình sử dụng thì các bạn hãy hoàn toàn yên tâm nhé. Và đặc biệt hơn, đó chính là dòng sản phẩm táo đỏ sấy khô đến từ Hàn Quốc này thì được chế biến ở trên dây chuyển công nghệ hiện đại cao từ Hàn Quốc và đã được chứng minh và kiểm nghiệm rõ ràng trước khi tung ra thị trường. Thế nên là trong quá trình sử dụng thì các bạn có thể là hoàn toàn yên tâm. Và quay trở lại với vấn đề chính, với dòng sản phẩm táo đỏ như Kiều Anh vừa chia sẻ thì hẳn rằng các bạn đã biết tại sao ở chúng lại có công dụng hỗ trợ điều trị trầm cảm, chống các triệu chứng trầm cảm đồng thời là giúp cho chúng ta được ăn ngon ngủ ngon hơn rồi đúng không ạ? À, và với dòng sản phẩm táo đỏ này thì cách sử dụng cũng vô cùng là đơn giản thôi à, Nếu như các bạn không có thời gian chế biến thành những món ăn Thì chúng ta có thể là ăn trực tiếp mỗi ngày từ 5 cho đến là 6 quả táo đỏ như bên cạnh kiểu anh đây à, Hoặc là nếu như chúng ta có thời gian và chúng ta muốn chế biến được thành nhiều món ngon hơn Thì kiểu anh khuyên rằng chúng ta có thể là chế biến thành món táo đỏ hầm gà Hay là chè táo đỏ, trà táo đỏ và kêu anh tin chắc rằng là dù chế biến ở dưới dạng nào thì táo đỏ vẫn mang đến những hiệu quả nhất định đối với cơ thể của chúng ta và các bạn hãy nhớ nhá đó chính là nếu mà chúng ta sử dụng được táo đỏ trong một thời gian dài và sử dụng ổn định thì không chỉ là nó giúp cho chúng ta phòng chống các tình trạng trầm cảm hay là mất ngủ ăn không ngon đâu ạ. Mà khi chúng ta sử dụng trong thời gian dài, táo đỏ còn mang đến những hiệu quả khác vô cùng tuyệt vời với sức khỏe như là tăng sự tuần hoàn của máu lên não, tăng cường sức đề kháng, giúp cho da của chúng ta được đẹp hơn, cung cấp các dưỡng chất cần thiết, ở thải độc cơ thể, thải độc gan. Vâng, ngoài những công dụng mà Kiều Anh vừa chia sẻ thì còn rất rất nhiều công dụng của táo đỏ đã được chứng minh ạ. Và các bạn hãy nhớ kỹ về cách dùng, cách sử dụng cũng như là công dụng để chúng ta có thể tận dụng được hết những tác dụng mà sản phẩm tuyệt vời này mang lại nhé. Và tất nhiên rồi, để mua được dòng sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất, uy tín nhất thì các bạn hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể là nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm táo đỏ sấy khô đến từ Hàn Quốc. Và hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.